Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh youtube của Trang Trí Nội Thất 3D Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này Chúc mọi người có thêm một ngày mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng Hiện tại thì anh em mình đang có mặt tại một không gian phòng khách khá là mốc Được tọa lạc tại phố Phạm Hữu Điều, thành phố Hải Phòng Như trên đây anh chị và bạn đang theo dõi là quá trình một không gian với độ tuổi đó là hơn 40 năm Và đây là lần cải tạo đầu tiên và những bức tường như này đã xuống cấp khá là rõ rệt. À, vì lý do gia chủ đã không đủ điều kiện kinh tế để xây nhà mới à, và phương án cải tạo bằng nhựa ốp tường vân đá PVC là phương án phù hợp với không gian này. Bởi vì nếu như những bức tường như này mà anh chị có thể là đưa sơn hoặc là đưa giấy dán tường hay bất kỳ vật liệu nào khác đưa vào đây thì cũng chỉ sử dụng được một thời gian ngắn thì nó sẽ bị bong ra à, như trên video anh chị bạn đang theo dõi. Và đây là quá trình bên em đang uh, thi công. Uh, với cái không gian phòng khách này toàn bộ là bằng nhựa ốp tường PVC với sự kết hợp là tấm ốp lam sóng đi kèm là tấm ốp vân đá PVC anh chị và các bạn nhé. Và nếu như anh chị nào mà đi ngang thấy em chia sẻ video này thực sự mà thấy hay hữu đến anh chị, hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để ủng hộ bên trang trí nội thất 3D có thêm những động lực sản xuất những video mới để gửi tặng đến anh chị và các bạn. Và những cái bức tường ẩm mốc như thế này thì điều không thể thiếu đó là những bức lớp xương vào tường đấy, nhiều anh chị cứ đưa tấm nhựa dán thẳng lên những bức tường như thế này thì rất là uh, không đúng kỹ thuật. Bởi vì nếu như trong quá trình anh chị sử dụng mà những lớp sơn này bong thì sẽ dẫn đến tình trạng đó là những uh, tấm nhựa ốp tường của mình sẽ bong theo. Chính vì vậy uh, mà kỹ thuật tối thiểu nhất thì anh chị cần phải có những cái lớp xương để gia cố những bức uh, nhựa vào tường. Và hôm nay bên em lại được vinh dự để cải tạo uh, trọn gói uh, từ tường cho đến sàn và sau này sàn này cũng sẽ được thay mới bằng sàn nhựa xương cá và anh chị hãy nhớ theo dõi uh, để xem những thành quả của bên em để lại sau video này. Đấy, không nên bỏ qua và anh xem hết và nếu như có nhu cầu sử dụng sản phẩm này liên hệ ngay đến hotline 0972584331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và hiện tại thì bên em đang thi công công trình này tại số nhà 88 phố Phạm Hữu Điều, thành phố Hải Phòng. Anh chị nào mà đang ở gần khu vực Hải Phòng thì cũng, cũng có thể liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Và hiện tại thì bên em đang có ba chi nhánh tại ba miền Bắc, Trung và Nam. Miền Bắc thì có chi nhánh tại Hà Nội và Hải Phòng. Miền Trung thì có chi nhánh tại Nghệ An. Và miền Nam thì có chi nhánh tại Bình Dương và Sài Gòn. Anh chị ở gần khu vực nào nhất thì hãy nhấc máy lên và liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn. Ok và đây là toàn cảnh bên em đang uh, uh, cải tạo lại một không gian phòng khách với độ tuổi hơn là 45 theo gia chủ chia sẻ. Thì đây là lần cải tạo đầu tiên với những bức tường khá là ẩm mốc đấy. Uh, do kinh tế gia chủ không đủ nhưng để xây nhà mới và phương án cải tạo bằng ốp tường vân đá PVC chính là một lựa chọn uh, phù hợp tại thời điểm uh, bây giờ. Đấy, đây là bác chủ nhà. Ok, và nếu như trong quá trình em chia sẻ video này anh chị thực sự thấy hay cái để anh chị thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn mà bên em đăng tải lên kênh như thế nào ngay. Và một lần nữa xin chúc tất cả anh chị và các bạn có vui giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.